Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hình như là cũng gần một tuần rồi đúng không? Mình không có làm được một cái video nào cho các bạn xem. Vì mình nói chung là mình vào học, vào năm học mới mình khá là nhiều việc. Với lại là mình gói hàng được cho các bạn á, cho nên là mình không có thời gian mà làm video cho các bạn xem luôn. Thì cái chuyện này thì mình sẽ làm một cái video riêng ở để mà nói riêng về cái vấn đề này cho các bạn, để thông báo cho các bạn biết sắp tới mình sẽ làm video như thế nào nha. Hôm nay thì mình rảnh được một ngày đấy, thì mình sẽ sắp xếp thời gian để làm xong cái video này và một tí nữa mình sẽ đăng lên cho các bạn xem luôn. Nói chung thì mình không có quên các bạn đâu. Các bạn ủng hộ đăng ký ủng hộ mình thì làm sao mình quên các bạn được đúng không? Đấy thì nói chung mình không có thời gian cho nên là mình sẽ ra ít video hơn đó. Thì vì hè thì nói chung là mình cũng đã là làm cũng khá nhiều cái video rồi đó, và vô học thì chắc chắn là mình sẽ làm những cái video nó ngắn hơn một tí đấy. Còn cái cuốn sổ ý tưởng này mình có ghi nè các bạn đó, mình đã có ghi hết rồi đó, nhưng mà chưa có thời gian làm thôi. Những cái ý tưởng mà nói chung thì nó cũng khá là ok á, mà nhưng mà mình chưa có thời gian mình làm, cho nên là hôm nay mình sẽ gọi là tiếp tục với cái video chia sẻ nha. Đấy thì cũng khá là lâu rồi mình không có làm video chia sẻ cho các bạn xem á. Nội dung mình chia sẻ ngày hôm nay đó chính là có nhiều bạn hỏi mình đó là cho hamster nó ăn cái thức ăn gì thì nó sẽ gọi là mà là khỏe mạnh nha. Đấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ trong cái video này cho các bạn xem, và nếu như mà các bạn thấy ok á thì các bạn có thể gọi là áp dụng theo để mà cho mấy con chuột của bạn nó ăn đó, để cho con chuột của bạn nào mà nó bị ốm á thì các bạn cho nó ăn đó, để mà nó có thể là béo hơn một tí. Thì đối với việc mà con chuột của hamster của bạn mà nó mập hay là không á thì nó sẽ rơi vào hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là thức ăn, đấy, thức ăn là cái nguyên nhân chủ yếu nè. Và cái thứ hai là cơ địa của con chuột của các bạn, đấy, hay còn gọi là cơ thể của con chuột của các bạn á, là nó có thể là mập hay là không. Thì chuột hamster thì một loài động vật bếp nuôi thì nói chung là nó cũng giống như là mình vậy thôi đó. Thì có con á thì các bạn không có cho nó ăn gì nhiều thì nó vẫn cơ thể nó cũng vẫn béo mập bình thường đó. Còn những có con á thì các bạn cho nó ăn rất là nhiều thức ăn dặm được các thứ các kiểu luôn, nhưng mà nó vẫn gọi là không có được mập cho lắm đấy. Thì nói chung thì nó dùng cũng giống như chúng ta vậy thôi đó. Thì đầu tiên mà cái thức ăn mà các bạn cho nó ăn hàng ngày á thì các bạn vẫn cho nó ăn ngũ cốc thôi đúng không đó. Ngũ cốc là cái thức ăn chính cho mấy con chuột của các bạn. Thì nói chung là trong một cái bịch ngũ cốc như thế á thì người ta đã làm sẵn là nó tất cả các loại chất dinh dưỡng rồi, và nó đáp ứng đầy đủ đó cho mấy con chuột của bạn nó hoạt động mỗi ngày, và cũng như là tất cả các chất dinh dưỡng mà để cho mấy con chuột của bạn nó có thể là khỏe mạnh rồi. Thì trong đây nó có cả đậu nè đó, rồi bánh nè, đấy bánh cho chó nè, cơm, rồi tất cả các loại hạt như là đậu xanh, rồi cơm bắp, rồi tất cả các thứ luôn. Thì có nhiều shop á người ta trộn thêm sâu nữa, sâu với lại mè đen nữa, còn bên mình á mình sẽ không trộn hai cái loại đó. Thì vì hai cái loại đó thì nó rất là dễ bị kiến, cho nên là nếu như mà các bạn muốn cho nó ăn sâu thì các bạn có thể mua riêng ở ngoài nha. Rồi thì thứ nhất là các bạn cho nó ăn ngũ cốc nha. Đấy thì nếu như mà các bạn muốn mấy con chuột bạn mập á thì các bạn nên mua những bịch thức ăn ngũ cốc mà bán sẵn ngoài shop thì người ta sẽ trộn nó đầy đủ hơn. Còn các bạn tự trộn á thì mình chắc chắn là nó sẽ mắc hơn và nó sẽ không có đầy đủ cái chất dinh dưỡng như là người ta trộn ngoài shop đó. Nên là nếu như các bạn mua một hay nuôi một hai con thôi á thì tốt nhất khi các bạn cứ nào hết thức ăn thì các bạn ra shop các bạn mua thôi. Còn nếu như mà các bạn nuôi khoảng 20-30 con á thì các bạn có thể tự trộn ở nhà, nhưng mà lâu lâu thì các bạn có cũng cho nó ăn thức ăn ngoài shop để mà nó có đầy đủ dinh dưỡng hơn nha. Đấy mình thấy có nhiều bạn ở trong các hội á, người ta nuôi cả 50-60 con lận nhưng mà người ta vẫn mua thức ăn ngoài shop cho mấy con chuột đó ăn đấy. Còn nếu như các bạn nào mà nuôi nhiều mà không có chi phí nhiều thì các bạn có thể tự trộn ở nhà. Rồi và một cái nữa là có nhiều bạn hỏi mình đó là có cho hamster nó ăn lúa được hay là không đó. Thì mình khuyên các bạn là không nên cho hamster nó ăn cái lúa nha, để nó ăn những hạt lúa nha. Tại vì sao? Vì lúa là nó sẽ còn cái vỏ, người ta còn gọi là cái vỏ trấu á, thì cái vỏ đó thì hai đầu của nó sẽ có hai cái đầu khá là nhọn đó. Thì khi mà hamster nó ăn vào á thì nó sẽ gọi là tích trữ ở hai bên cái túi má của nó trước, rồi sau đó thì nó mới cắn ra và nó ăn đấy. Thì nếu như mà cái con chuột hamster của bạn mà nó tích trữ cái hạt lúa đó vào hai bên túi má, nguy cơ mà cái túi má nó bị gọi là bị thương thì khá là cao, thì vì hai cái đầu vỏ trấu nó khá là nhọn các bạn đấy. Vì thế là nếu như mà con hamster của bạn nó tích trữ vào hai cái túi má á, thì có thể là hai cái đầu vỏ trấu nó sẽ gây
sát thương đó vô cái phần da ở hai bên cái túi má của con chuột hamster. Tại vì da của con chuột hamster thì nó cũng khá là mỏng thôi chứ nó không có dày nha các bạn. Đấy thì có thể làm ảnh hưởng đến hai cái túi má của nó. Thì thế là các bạn tốt nhất thì đừng cho nó ăn lúa nha. Và một cái nữa mà mình thấy khá là nhiều bạn hỏi mình là có nên cho nó uống cái loại thuốc kích thích ăn uống hay là không đó, hoặc là các loại vitamin gì đó vân vân mà các shop khác người ta bán á, thì mình khuyên các bạn là không nên cho uống những loại đó nha. Tại nhiều khi các bạn cho uống mà nó không có tác dụng là kích thích mấy con chuột mà nó ăn, mà nhiều khi là nó còn gây hại đến sức khỏe của mấy con chuột của bạn nữa. Đấy thì tốt nhất là các bạn mua những cái món đồ ăn nào mà cái trong quá trình bạn nuôi á các bạn thấy nó thích ăn á, thì các bạn mua cái loại đó nhiều một tí. Ví dụ như là nó thích ăn cốm gạo thì các bạn mua nhiều cốm gạo một tí và cho nó ăn. Còn cho nó uống những cái loại thuốc đó thì mình khuyên các bạn là không cho nó nên uống nha. Đấy nó uống nhiều khi sức khỏe của mấy con chuột á thì nó rất là yếu luôn. Nhiều khi các bạn cho nó uống những cái loại đó thì nó bị cái này kia nữa đó, thì mất công các bạn đi chữa bệnh rồi nó rất là mất thời gian luôn. Thì thế là mình khuyên các bạn là cho nó ăn đầy đủ các loại thức ăn là ok rồi. Thì nói chung thế nào thì tự nhiên là nó ok nhất, nó tốt nhất. Còn những cái loại thuốc hóa học đó thì nói chung là các bạn đừng có cho nó uống nha. Rồi và để cho nó mập nữa thì các bạn có thể mua những cái loại thức ăn dặm. Đây mình có chuẩn bị 4 cái loại thức ăn. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể mua cho nó sâu nè, rồi phô mai. Phô mai thì nếu như mà bạn nào mà không mua ngoài shop được thì các bạn có thể mua phô mai con bò cười. Đó, một viên nhìn như thế là như có mấy ngàn à. Đấy, phô mai con bò cười mà để ăn với bánh mì rồi đó. Thì các bạn mua một viên như thế thì các bạn cho nó ăn một ít thôi. Còn ngoài ra thì các bạn có thể mua những cái loại thức ăn ở ngoài shop, ví dụ như cá, cua, sợi nè, yến mạch nè, bánh. Đấy, các thứ các kiểu và sâu rồi đó. Sâu thì nói chung thì các bạn cho nó ăn cũng vừa phải thôi nha. Đấy, thì tại vì nếu như mà các bạn để dư á thì kiến nó sẽ lên, kiến nó lên thì nó cắn con chuột của bạn nha. Rồi thì cho nó ăn thêm những cái loại thức ăn này á thì nó sẽ cung cấp thêm cái chất dinh dưỡng đó, ví dụ như là chất béo hoặc là đường đồ cho mấy con chuột của bạn, nó có thể là nó sẽ mập hơn một tí đó. Còn như đầu video mình nói là nó còn tùy theo cái cơ địa của mấy con chuột của bạn nữa đó. Nếu như mà con chuột cơ địa của con chuột của bạn mà nó ốm á, ốm sẵn á, thì nó nếu như mà các bạn cho nó ăn đầy đủ thì nó cũng gọi là vừa đủ thôi, chứ nó không có gọi là mập lắm. Đấy, còn có nhiều con các bạn mình cho nó ăn gọi là không có nhiều thức ăn cho lắm nhưng mà cơ thể nó vẫn mập bình thường đó. Rồi và một cái tiếp theo nữa đó chính là lâu lâu thì các bạn có thể gọi là mua thêm rau củ ở ngoài chợ đó, về rửa sạch nha, về rửa sạch rồi cho nó ăn thêm đó. Thì một tuần thì các bạn có thể cho nó ăn 3 lần đó, khoảng 3 lần nha, và một lần thì các bạn cho nó ăn một ít thôi đó. Ví dụ như rau xà lách nè, rồi cà rốt đó, và dưa leo cũng được nữa đó. Thì một vài cái loại thức ăn đó thì các bạn nào mà muốn biết kỹ hơn về những cái loại rau củ á, thì các bạn có thể xem lại cái video mà mình cho mấy chuột mà nó ăn rau củ á, thì mình có nói sơ sơ qua về những cái loại rau củ mà nó ăn được đó. Các bạn trừ những cái loại rau mà nó có vị thuốc rồi đó, hoặc là có mủ rồi đó, thì các bạn đừng có cho nó ăn. Ví dụ như là rau muống đừng có cho nó ăn ha đó. Thì đó là những cái loại thức ăn mà nó sẽ giúp cho hamster của bạn nó có thể gọi là béo hơn một tí đó. Đối với những bạn nào mà nuôi hamster mà nuôi hoài mà nó không mập á, thì các bạn có thể thử cho nó ăn những cái loại thức ăn đó thôi, xem như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại. Cái thứ nhất là cho nó ăn thức ăn ngũ cốc là hàng ngày nha. Hàng ngày thì nói chung là cái đó thì tất nhiên rồi, cho nó ăn thức ăn ngũ cốc là nó đã cung cấp đầy đủ nhất cái chất dinh dưỡng cho mấy con chuột của bạn sống hàng ngày rồi. Rồi tiếp theo nữa là các bạn có thể là mua những cái loại thức ăn ở ngoài shop đó cho nó ăn thêm đó, ví dụ như sâu hay là cái gì đó. Thì nói chung là các bạn thấy nó thích ăn cái nào nhiều nhất thì các bạn mua cái đó thêm cho nó ăn. Cái thứ ba đó chính là các bạn cho nó ăn thêm rau củ nha. Đấy, và lâu lâu thì các bạn có thể mua xúc xích được đó cho nó ăn đó, thì mấy con chuột nó rất là thích mấy cái đó luôn. Còn đối với những con chuột nhà mình á thì nhiều khi mình ăn bánh snack rồi đó thì mình vẫn cho nó ăn miếng, hoặc là mình ăn mì đó, ăn mì mà gọi là mì mới trụng xong á thì mình cũng lấy miếng cho nó ăn. Đấy, hoặc là các bạn ăn bánh gì mà bánh bông lan hay bánh gì đó thì các bạn có thể lấy cho nó miếng cho nó ăn. Đấy, thì những cái loại thức ăn hàng ngày như thế thì nó có thể là giúp cho con chuột của bạn nó sẽ béo hơn một tí đó. Thì theo mình á thì nếu như mà các bạn nuôi hamster á thì theo mình á thì các bạn nuôi cho nó là vừa tròn thôi. Đấy, vừa tròn thôi thì nó sẽ là ok nhất, thì sức khỏe của con chuột của bạn nó sẽ tốt nhất. Các bạn đừng có là nuôi cho nó béo quá. Đấy, có mình thấy có nhiều bạn mà nuôi cho con chuột nó béo quá luôn á, nói chung là dư mỡ luôn á, thì mình thấy nó gọi là nó di chuyển luôn rất là nặng nề luôn. Đấy, với lại là nó sẽ dạng như là mình thấy nó không có được là nhanh nhẹn cho lắm. Đấy, còn riêng mình á thì mình nuôi hamster mấy con chuột nhà mình á thì mình cho nó là vừa tròn thôi, chứ không có là ốm quá hoặc là không có mập quá. Thì các bạn cho nó ăn thì vẫn cho nó ăn bình thường như thế, và các bạn hãy để thêm một chiếc queo hay là còn gọi là một chiếc vòng quay á cho nó là tập thể dục nha. Đấy,
cho dù là con chuột của bạn nó ốm hay là nó mập đi nữa thì các bạn vẫn để một chiếc queo để cho nó tập thể dục hàng ngày, thì nó sẽ giúp cho con chuột của bạn nó sẽ nhanh nhẹn hơn, nó không có bị ù lì nè, đấy, đồng thời là thịt đồ của nó sẽ săn chắc hơn đó, nó sẽ khỏe mạnh hơn đó, và nó sẽ không có bị những cái bệnh bậy bạ nữa đấy. Thì con chuột của bạn mà nó có chơi queo hay là không á thì tùy theo nó nha. Có nhiều bạn hỏi mình là cách làm sao mà cho mấy con chuột nó chơi queo đấy, tại vì các bạn nó thấy không thấy mấy con chuột nó chơi queo đấy. Thì thường á là mấy con chuột nó chơi queo á là nó sẽ chơi vào buổi tối đó, tại vì mấy con chuột là nó sẽ hoạt động về đêm nha các bạn, thì thấy là nó sẽ chơi queo vào buổi tối, còn buổi sáng thì nó sẽ ngủ thôi, các bạn không thấy nó chơi đâu đó. Còn nếu như một buổi tối mà các bạn rình nữa mà các bạn không thấy nó chơi nữa thì chắc chắn là mấy con chuột của bạn, có thể là mấy con chuột của bạn nó sẽ không có thích chơi queo đấy. Thì cái này thì cũng tùy theo con thôi, có con nó rất là thích chơi queo luôn, có con thì nó sẽ làm biếng đó, nó không có chịu chơi. Thì cái này cũng tùy thôi, thì mình cũng không có làm hay là can thiệp gì được hết đó. Và video hôm nay mình sẽ làm một video ngắn ngắn như thế để mà chia sẻ cho những bạn nào nuôi hamster mà hamster của bạn nó không có được mập cho lắm á, thì các bạn có thể áp dụng những cách này của mình đó, cho nó ăn thêm thức ăn đồ các thứ các kiểu. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Rồi, và sắp tới thì nói chung thì mình sẽ làm ít video lại, và chủ yếu mình sẽ làm những cái video chia sẻ ha, tại vì những cái video chia sẻ thì nó sẽ gọi là ngắn hơn đó, nó sẽ edit đồ, nó sẽ gọi là đỡ mất thời gian hơn. Còn những cái video chế tạo đó thì làm rất là mất thời gian luôn các bạn. Một cái video như thế, hôm trước mình có làm một cái video như là bãi biển bằng cát gì đó, thì cái video đó mình làm là mất hình như là khoảng đâu đó 2 ngày ấy, 2 ngày mấy 3 ngày đó thì nó mới xong luôn, cả edit đồ luôn á là khoảng 2 ngày mấy 3 ngày nó mới xong một cái video đó, thì rất là mất thời gian luôn. Và mình vô học thì năm 12 các bạn nó đâu có thời gian nhiều để làm những cái video như thế đó, thì mình sẽ cố gắng những cái câu hỏi nào mà các bạn hỏi mình nhiều á thì mình sẽ gọi là tham khảo thêm trên mạng rồi đó, và mình sẽ chia sẻ qua những cái video trên YouTube như thế này cho các bạn xem đấy, để các bạn có thể nuôi hamster của bạn nó sẽ ok hơn đó. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất là nhiều đã ủng hộ mình trong 2 tháng hè qua, và hàng ngày thì mình vẫn thấy các bạn đăng ký ủng hộ mình, rồi rất mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh mình thật là nhiều nữa nha. Rồi, và video của mình đến đây sẽ kết thúc, và các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.